Thưa quý vị, mặt trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng 2.000 đến 2.300 năm, vừa được một người dân ở tỉnh Đồng Tháp phát hiện trong lúc cào lưới đánh bắt cá trên sông Hậu. Hiện vật đã được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp lưu giữ. Kết quả thẩm định, đây là mặt trống đồng Đông Sơn, loại trống Heron 1, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Mặt trống có trọng lượng 7,6 kg, đường kính 63 cm, các dòng qua gian khắc dạch và dòng tròn tiếp tuyến còn khá rõ. Mặt trống đồng cổ này có giá trị khoảng 200 triệu đồng. Không chỉ có Đồng Tháp mới phát hiện trống đồng Đông Sơn, mà thành phố Cần Thơ cũng đã từng phát hiện trống đồng Đông Sơn thuộc loại Heger 2.